có cái kinh phí để mình lo cho cháu mình nó không, tôi không chấp nhận về cháu ở đây chứ. Vì là giờ anh không có, nói chung là không nếu có... mà tôi chấp nhận tiền mà anh Hùng Vương hỗ trợ cho con là cháu tôi phải không? À không chấp nhận, con tôi bắt cháu về nuôi thì á con nhí thái hết trơn rồi, gọi đây gọi thừa tôi nữa. Vì là anh bây giờ là anh là coi như là anh phủi tay, là anh không có muốn muốn chấp nhận là coi như cái đó là của anh đúng không? Ừ. Không phải bậy. Con của anh Thấm. Con của anh Thấm là cháu nội của anh đúng không? Ừ. Đó. Rồi. Vậy là bây giờ anh nói lên cộng đồng là anh không có chấp nhận luôn đi, để mai mốt cho cô bác người ta nghe, để người ta không có cái thứ người ta biết. Còn nếu mà nó chấp nhận cháu nội tự nó đem về nó nuôi, cho tiền nó làm gì làm. Mấy 3 triệu đây mà cho mày có thừa tôi mua hái tiền mua rượu uống nữa, tôi không chịu. À, vậy là anh không có đúng không? Ừ. Đó. Thì hôm nay á thì mình cũng có xác nhận lại đó là có gặp anh Toàn. Thì anh Toàn nói là anh Toàn không có lấy cái số tiền là 2 triệu hay 3 triệu. Tôi không biết 1.000 cũng đó luôn á, tôi mượn 400 mà tôi xả 600 đó, giờ còn nói tôi phí 600 đó. À, vậy là không có, coi như là cái số tiền mà 3 triệu đồng đó là anh Toàn là hoàn toàn là không có nhúng tay vô đúng không? Nhúng gì? Thì bây giờ cái này là em nói để thanh minh cho anh đó, bây giờ anh phải nói cho nó rõ ràng để tôi không biết 1.000 nào hết trơn á, tôi mượn nó 400.000 mà tôi trả 600.000 thì giờ nó còn nói tôi thiếu 600 nữa đó. Ừ. Là sao? Là sao em không hiểu, có nghĩa là anh không có lấy đồng nào mà mượn nó 400.000 trả nó 600. Bây giờ nó còn nói tôi thiếu 600 nữa đó. Vậy là sao ta? Mượn 400 trả 600 rồi, trả 600. Ừ. Là hiện nay là còn bị âm tiền 200 mà bây giờ nghĩ nói anh là còn thiếu 600 nữa, thiếu lại 600 nữa. Ừ. Rồi thôi vậy thì thôi, lỡ rồi thì cũng vợ con mình thôi chứ ai ăn đâu, thì thôi trả 600 đi. À, chị này á, chị nói như vậy nè, chị Thanh Quỳnh á, chị nói là thấy anh rất là hiền, rất là thích anh nhưng mà không có thích anh Dũng nó. Thì anh cảm thấy như thế nào? Đó, khán giả đang nói chung ra là cũng có chiều hướng là cái câu chuyện là cũng đang muốn theo dõi anh đó. Tôi nói chung ra cái gì tôi cũng làm chứ. Anh là có nụ cười tỏ sáng. Tại vì có nhiều chứ tôi đâu có biết gì đâu. Tôi đi mặn tôi nuôi nó, tôi đưa cho tiền cho nó rồi xong rồi nó đưa tiền cho nó nhiều hết nhiều à. Cái chị Văn Hoa Trương nè, chị nói là nhí nói anh là lấy hết 2 triệu mua rượu. Ừ. Đó, bây giờ đó trước mặt chị đó anh nói luôn đi. À tôi nói tôi không ai biết 1.000 nào, dân tôi có biết là 400.000 tôi trả nó là 600 mà hiện giờ nó còn nói tôi thiếu 600 đó. Là sao? Là 400 đó anh mượn để anh làm cái gì để là khi đó bị xe đụng tôi mượn anh dễ tôi 500. Ừ. Mà tôi trả 100 rồi. Ừ. Mà 500 đó là nó cũng có xài nữa. Ừ. Mà tôi mượn tiền nó mình trả lại 600 nó cũng nói tôi còn thiếu nữa. À. Chỉ là mượn 400 trả 600 rồi thiếu lại 600. Ừ. Là giờ là ông cộng ra là tôi mượn tới 1.2 như là mượn tiền đâu ra trời. Đâu ở đâu ăn lời dữ vậy? 1.6. Là bây giờ mình 1.2 là mượn 400 trả 600 rồi thiếu 600. Vâng, là 1.6. Ừ. 1.2 à. 1.6. 1.2 đưa đi 400 nữa chi tổng là 1.6 rồi. Là mượn 400 rồi. Mượn 400 trả 600 rồi là nó nói giờ ông còn thiếu tôi 600 nữa. À. Ừ. Có một khán giả nói anh là khen anh kìa, là anh nhìn anh thật thà, mà anh có thật thà không? Tôi nào tôi nói thiệt không à. Bên này mình nói thiệt chứ mình không có nói chơi. Hiện nay là cái câu chuyện của anh là hiện nay là cũng có được khán giả nói anh là không chớp mắt. Nào chớp mắt thử rồi. Nói chuyện thiệt chớp mắt làm gì? Thì tiếp cái câu chuyện á thì em hỏi anh ha, bây giờ là tập trung vấn đề là sang mấy bữa nay á là nó đang làm gì anh ở nhà? Nếu mà tôi còn ở nhà á là nó đi chơi. Dạ. Yeah. Đi chơi ha. Ừ. Để đi chơi tới 11 2 giờ khuya nó về. Rồi nó có nhậu giống anh không? Cái chuyện đó tôi đâu quản lý được đâu. Yeah. Ủa con của anh mà sao không quản lý được? Mỗi lần tôi la tới là còn nhí nó ở mình nè. Đây nè, hoàn hỏi hoàn cảnh gia đình này mới biết. Nè em nghe nói ở xóm mà tuổi nó gì sao đi nhậu nhẹt gì, đừng có cho nó. Gì đó con mẹ, con hư tại mẹ cháu hư tại bà mà.
Thì ngưỡng hắn ba chơi xưa nó nói gì đó. Chứ tuổi nó tuổi ăn tuổi lớn mà đi ăn nhậu nữa thức khuya hết cơm đó. Còn chơi cái kia nó kìa anh ơi. Nữa tôi không biết luôn á. Thôi cái đó bỏ qua bên đi. Nè có không cái cô chính chị đang hỏi ở đây nè. Giờ có người hỏi anh vậy nè. Giờ nói là bầu của Thắm á là bầu của ai? Đó, anh có thể trả lời được không? Sao tôi biết? Anh biết không? Cái này cũng căng à. Cái này bây giờ anh hỏi về em cũng không hỏi là bầu của anh hay bầu của ai? Sao tôi biết? Trả lời vậy chốc. À, bữa đó anh Sang có clip thì anh Sang nói là nó làm 3 lần. Mà đối với tuổi của anh Sang á thì em cũng nghĩ là mới 13 tuổi cũng chưa có biết gì về mấy cái đó. À, thật sự tuổi đó là tuổi tiền đó là có mấy 12 thôi. Thì nó cũng chưa có biết gì về mấy cái vấn đề đó mà sao mà làm được như vậy. Còn của anh Toàn, tuổi trẻ tài cao. Anh Toàn cũng như vậy. Chuyện anh Toàn tại ảnh nghe nói anh là tới 3 đời vợ và đâu 6 7 đứa con, đúng không? Không, tôi có 2 đời à. 2 đời à? Rồi bây giờ hai lần đò hả? Hai lần đò ha, nhưng mà tổng cộng là mấy đứa con rồi? Cứ sinh đôi, đứa trai đứa gái. Rồi giờ nó có bầu rồi, năm kia đẻ đâu cũng dắp thôi to rồi. Là tổng cộng 5 đứa. Tổng cộng là 5 đứa. Rồi cái bà vợ sau là mấy đứa nữa? 2 đứa à. Là 7 đứa. Không. Tổng cộng có 5 đứa. Tổng cộng có 5 đứa rồi ha. Mà ít bỏ hết đứa rồi. À. Hay gì cũng mạnh quá ha. Súng đạn này cũng mạnh ha. Dơ thì nghe còn không anh? Còn nguyên không? Nhớt đầy đủ ha. Nhớt đầy đủ ha. Dơ anh bọng đi còn nguyên không? Hả? Dơ anh bọng đi còn im không? À, có một cái vị khán giả này á là nói anh Toàn là à, nếu mà không có tiền á, thì mình cứ đến xin Mạnh Thường Quân thì người ta sẽ giúp cho anh. Thì anh suy nghĩ như thế nào khi mà cái chị này nói như vậy? Thôi thì nói chung ra nếu mà cho tiền tôi bán số được là tôi mừng rồi. Chứ còn cho tiền của cho Nhí không mà hỏi cho chung tôi với Nhí không chung quay là nói hết trơn rồi. Dạ. Vậy là bây giờ cái ý của anh là anh muốn như thế nào để giống như là nếu mà cô chú anh chị đây thấy được cái like này để hỗ trợ cho anh thì anh thích là cái hình thức làm sao để anh mới tiếp tục kinh doanh. Tôi thích là quay mà anh tôi. Dạ. Là cho tiền mà anh tôi, còn cho tiền con Nhí là Nhí ấy hết. À, là coi như là bây giờ là cho anh là cho tiền là mình lên ha, không có chia với ai ha. À, không phải chia, nếu mà tôi không phải là tôi nói tôi chia gì hết. Dạ. Nếu mà cho tiền tôi là cho mà anh tôi cũng mặn, tôi nuôi nó vậy mà cho nó rồi có mặt nó là nấy hết, nó gỡ tay hết. Như giờ tôi không biết là ông còn nghe không, tôi không biết luôn. Nhưng mà có một cái vấn đề gì nè, nếu mà cho anh thì anh lấy tiền anh mua rượu anh nhậu hết rồi sao? Không, hồi đó giờ tôi nói thiệt anh nè, mày nó chú thí, chú tâm làm ăn lắm, ngày gì cũng làm hết, có khi đi xin ăn nữa. Khi đời cho ta nụ hoa không nở rộ thì ta ôm lấy mầm cho ngày sau kết nụ hồng, mong ngày mai nắng lên vơi đầy. Hôm nay hiểu rồi đây, ta mặc đời chua cay.